mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Hè Ba Miền, Hè Ăn Ngon. Minh Châu có vẻ thích thú với chủ đề của chương trình tháng này ghê ta. Dạ đúng rồi, bởi vì với chủ đề này nha, em sẽ được đi chu du khắp mọi miền đất nước nè, học những món ngon và bên cạnh đó về thực hiện cho những người thân của mình ăn nữa chứ. Nhưng mà em đang suy nghĩ không biết là hôm nay cô Hà sẽ cho em đi đến miền đất nào. Hôm nay mình đi miền Nam đi cho gần ha. Vào mùa hè thì thời tiết nóng bức nên chúng ta hãy chọn cho một món canh để ăn cho mát nha. Vừa mới nghe cô Hà diễn tả thôi là em đã tưởng tượng thấy một tô canh chua bốc khói nghi ngút nè, có mùi thơm của tỏi phi nè, chua chua mặn mặn, hấp dẫn lắm luôn á. Đúng rồi đó Minh Châu, tô canh nó thể hiện sự trù phú của vùng đất này. Ví dụ như là cá thì thật là nhiều nè, hoặc là được cắt khúc thật là to nè, rồi có vị thật chua, hơi ngọt ngọt và nấu với rất nhiều loại rau. Tưởng tượng thôi là thấy hoành tráng lắm luôn rồi đó. Thì đúng là hoành tráng đó, nhưng mà thời gian chế biến thì chỉ trong tích tắc thôi đó. Minh Châu đã sẵn sàng để cùng cô chế biến món ăn hôm nay chưa? Dạ, dạ chưa. Chả gì em đâu đã biết món gì đâu mà nấu với cô. Ừ nhỉ. Vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau chế biến món canh cá thác lát nấu hoa. Như tên gọi là canh cá thác lát nấu hoa, chúng ta cần các nguyên liệu như sau: cá thác lát nè, các loại bông như là bông bí nè, bông hẹ, bông thiên lý, cà chua, ớt sừng, một ít đầu hành lá, rau ôm, ngò gai, tỏi phi, nước me, các gia vị thông dụng, bột ngọt Ajinomoto và hạt nêm Ajinomoto. Việc đầu tiên để nấu món này là mình sẽ bắt sôi một lít nước. Mình sẽ nấu sôi. Dạ. Trong lúc chờ nước sôi thì mình sẽ làm các công đoạn thì khác. Mình sẽ chuẩn bị phần cá. Dạ. Cô sẽ cho cá vào trong tô. Mình sẽ nêm gia vị vào trong cá như sau: một muỗng hạt nêm Ajinomoto, một nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, một muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ cho vô đây khoảng một muỗng cà phê nước mắm ha. Dạ. Và đặc biệt là mình sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng súp dầu phi tỏi. Tại sao mình lại phải cho dầu phi tỏi vào vậy cô? Tại mình cho dầu phi tỏi vào trong cá thì cá sẽ thơm và khi mình chế biến không bị khô đó Minh Châu. Ồ vậy đó hả? Đúng là tỏi thì rất là thơm rồi. Vậy thì khi mà mình cho vào cá như vậy vừa giúp cho cá có mùi thơm nè, mà phần dầu này sẽ giúp cho cá không bị khô. Đúng rồi. Bây giờ Minh Châu sẽ vớt đều cái phần cá này. Rồi, còn cô thì sẽ cắt cái phần đầu hành này. Cô sẽ bắt nhỏ đầu hành lá này, rồi sau đó cô cũng sẽ cho vào trong với cá luôn mình quết ha. Dạ. Để cho cá nó được thơm. Trong khi chờ Minh Châu quết cá thì cô sẽ sơ chế tiếp các phần rau. Rau ôm và ngò gai thì cô sẽ cắt khúc. Phần ớt này sẽ cắt lát. Cà chua thì mình cắt miếng cao. Bông hẹ thì mình sẽ cắt khúc. Bông bí thì mình sẽ cắt ngắn, nhưng mà Minh Châu nhớ là bông bí mua về á thì mình sẽ lạc bỏ hết những cái đài ha. Dạ. Và ở đây chính giữa nó sẽ có một cái nhụy như thế này. Dạ. Thì cái vị nó sẽ hơi đắng cho nên là mình sẽ bỏ cái phần nhụy này đi. Dạ. Sau đó thì mình sẽ cắt khúc vừa ăn. Rồi như vậy thì cô đã chuẩn bị xong cái phần rau rồi đó. Dạ, cô kiểm tra cho em phần cá này đi cô. Đúng rồi. Cá khi mà em thấy nó có cái độ hơi trong lại như thế này ha. Dạ. Và em quớt em thấy nó nặng tay thì là cá nó có độ dai rồi đó. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ vo viên cái phần cá này để mình nấu canh ha. Bây giờ cô đã chuẩn bị một thau nước nè. Minh Châu muốn vo viên cá này mà không dính tay á thì Minh Châu sẽ thoa tay mình, làm ướt tay mình một chút xíu bằng nước ha. Dạ. Rồi sau đó thì em sẽ vo viên, như vậy thì cá sẽ ít dính tay hơn. Dạ. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ cho nửa chén nước me cô. Dạ. Cô sẽ tiếp tục nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối ha. Dạ. Một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng súp đường, không thể thiếu 1 muỗng súp hạt nêm Ajinomoto. Khi mình nêm gia vị xong ha thì mình cho cái phần cá vào. Đối với món canh chua này thì mình sẽ nêm gia vị vào trước, rồi các loại rau mình sẽ nêm sau để cái thời gian mình nấu rau nó ngắn hơn. Thì rau sẽ giữ được màu, bởi vì nếu mà vô canh chua thì rau sẽ rất là mau chuyển màu đó. Như vậy là để đảm bảo được độ giòn nè cũng như là màu sắc của các loại rau thì mình phải cho rau vào sau khi mình đã nêm gia vị đúng không cô? Đúng rồi đó Minh Châu. Cô ơi, em thấy hình như các viên cá nổi lên rồi, có phải là nó chín rồi không cô? Đúng rồi, khi cái viên cá chuyển sang màu trắng đục như thế này và nổi lên là cá đã chín rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho các loại rau vào. Đầu tiên thì mình sẽ cho cà chua vô ha. Dạ. Bông hẹ nè, và bông thiên lý, bông bí. Dạ.
khi mà nước canh vừa sôi lại thì mình sẽ cho thêm ngò gai và rau ôm vào luôn ha. Dạ. Còn một công đoạn nữa là mình sẽ nêm vào đây một muỗng súp nước mắm. Đúng rồi. Rồi, em cho vào đây ớt và ít tỏi phi. Và để cho món ăn thêm đẹp nữa thì cô sẽ trang trí lên đây một ít bông bí nha. Như vậy là mình đã hoàn tất món canh cá thác lát nấu hoa rồi đó. Mình cho sẽ thử món ăn này ha. Dạ. Và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả nha. Rồi, em cho mày thử nha. Em cảm ơn cô. Thơm quá cô ơi. Nước rất là vừa ăn, chua chua, ngọt ngọt nè, đậm đà. Rau thì vẫn còn giòn nha, đặc biệt cá thác lát thì dai nè, đậm đà và không hề bị khô một chút nào hết. Hè Ba Miền, hè ăn ngon. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị đừng quên nhé, chúng ta hãy thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Hãy viết thư cho chương trình đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083-823-7557. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau thật nhiều những kinh nghiệm nấu ăn ngon để chúng ta ngày một làm vui lòng những người thân trong gia đình. Còn bây giờ, cô Hà và Minh Châu xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại!